tiết mới nhất hôm nay ngày 27 tháng 7, bão số 2 di chuyển hướng Tây Bắc và đang suy yếu. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến sáng nay ngày 27 tháng 7, bão Dusuri đã vượt qua khu vực phía Bắc của đảo Luzon, Philippines và đi vào khu vực Đông Bắc, Bắc Biển Đông. Như vậy, bão Dusuri đã trở thành cơn bão số 2 trong năm nay. Lúc 7 giờ sáng nay, bão ngay khu vực giáp ranh giữa Biển Đông và Thái Bình Dương. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, tức 134-166 km/h, giật cấp 17. Những giờ tới, bão số 2 vẫn giữ hướng di chuyển Tây Bắc về phía Nam của Đài Loan. Tuy nhiên, bão đang suy yếu dần. Dự báo đến sáng mai, bão chỉ còn cấp 11 đến cấp 12, giật cấp 15. Do ảnh hưởng của bão số 2, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có mưa, gió mạnh cấp 6-7. Khu vực Đông Bắc vùng biển này có gió mạnh lên cấp 10-12, vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-15, giật cấp 17, biển động dữ dội.